Lý do siêu cò nằm trong top 10 cuốn sách hay nhất, đáng đọc nhất của năm do Báo Doanh Nhân Sài Gòn bình chọn. Siêu cò, cách thức biến quan hệ thành tiền tệ là những tinh hoa được đúc rút và chắt lọc sau hơn 30 năm làm kinh doanh và lãnh đạo của Judy Robinette. Giá trị đắt giá mà cuốn sách này mang lại đã và đang được đánh giá 4,8 trên 5 sao ở Amazon. Tại Việt Nam, mặc dù chỉ mới xuất bản trong vòng 2 tháng, nhưng Siêu Cò đã lọt top 1 về dòng sách kinh doanh trên tháng 9 trên Tiki với 4,8 trên 5 sao. Và sau đây là 10 lý do khiến Siêu Cò nằm trong top 10 những cuốn sách kinh doanh đáng đọc nhất năm 2020. Điều đầu tiên, giá trị của những mối quan hệ quan trọng hơn tiền bạc. Mọi kỹ năng kinh doanh, bán hàng, lãnh đạo, marketing đều được hoàn thiện nếu bạn biết cách xây dựng và duy trì mạng lưới quan hệ rộng lớn. Thông tin chính là đơn vị tiền tệ để làm giàu trong kinh doanh. Nếu có mạng lưới quan hệ phủ khắp, bạn sẽ là người tiên phong trong lĩnh vực của mình. Không ai hoàn thiện, mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Những mối quan hệ sẽ là cứu cánh cho bạn khi gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống. Đó có thể là những hợp đồng lên tới hàng tỷ đô được ký kết chỉ qua vài cuộc điện thoại với đúng người, đúng lúc. Đó cũng có thể là những công việc mơ ước thay vì tốn thời gian, công sức, tiền bạc cắm cúi trong vô vọng trên các mạng xã hội. Những kết nối chất lượng sẽ nâng bạn lên một tầm cao mới, thành công nhanh hơn và hạnh phúc nhiều hơn. Điều thứ hai, rất tiếc trường học không dạy bạn nghệ thuật kết nối. Nhưng làm thế nào để kết nối hiệu quả, trường lớp không dạy ta điều này. Và không phải ai cũng đều có tài năng thiên bẩm trong việc kết nối. Thật may vì kết nối, thậm chí trở thành một siêu cò hay một siêu kết nối là kỹ năng có thể học được. Cách nhanh nhất để thành công chính là học từ những người thành công. Muốn mở rộng quan hệ với bất kỳ ai, ở bất cứ đâu, hãy học hỏi Judy Robinette, người được mệnh danh là người phụ nữ siêu kết nối của thế kỷ 21, người phụ nữ đỡ đầu cho những startup ở thung lũng Silicon và là một trong những người quyền lực nhất của làng công nghệ Mỹ. Siêu cò, cách thức biến quan hệ thành tiền tệ chính là bí quyết của Judy. Điều số 3, phá vỡ những sai lầm khi kết nối. Kết nối sai chỗ. Trong cuốn sách Siêu cò, Judy chỉ ra rằng phần lớn mọi người kết nối sai phòng. Họ nghĩ ai cũng quan trọng và đến khi cần một mối quan hệ để giải quyết những công việc gấp và quan trọng thì không biết gọi hỏi ai. Thiết lập mạng lưới quan hệ chỉ thành công khi bạn tìm kiếm được sự giúp đỡ đúng nơi bạn cần. Kết nối sai cấp. Đa số chúng ta dành nhiều thời gian kết nối với những người cùng cấp độ hoặc thấp hơn vì chúng ta cảm thấy thoải mái khi kết nối với họ. Nhưng những kết nối sai cấp liệu có đưa bạn đến với các mối quan hệ mà bạn cần thiết lập? Hãy có mục tiêu kết nối trong phần lớn các cuộc gặp gỡ, kết nối vì bạn đã dành thời gian để thiết lập mối quan hệ, sao không chọn những kết nối mà bạn cần? Chưa đánh giá đúng giá trị của các kết nối. Hàng ngày, chúng ta có vô vàn cơ hội kết nối với người khác qua các trang mạng xã hội và các hiệp hội doanh nhân, lãnh đạo. Nhưng chúng ta lại gặp thất bại trong việc kết nối các điểm mấu chốt, vì bạn thường chỉ có khả năng và thời gian kết nối với một số người mà bỏ qua những người còn lại. Hãy bắt đầu đánh giá giá trị của mọi kết nối và xác định các mối quan hệ mà bạn đang thiết lập sẽ có thể hỗ trợ bạn điều gì trong tương lai và ngược lại. Không đo lường hiệu quả các kết nối. Một thách thức mà những người đang cố gắng tạo dựng mạng lưới mối quan hệ đang gặp phải là nhận rất nhiều danh thiếp, giữ rất nhiều danh thiếp trong ngăn kéo mà không hề đem lại tác dụng gì. Nhiều người nghĩ thiết lập các mối quan hệ là phải gặp gỡ hết người này đến người khác, điều này không hoàn toàn chính xác. Hãy bắt đầu lên chiến lược kết nối. Chỉ một kết nối nhưng muốn đạt kết quả tối ưu. Trước khi mọi người sẵn lòng giúp đỡ bạn những chuyện lớn, họ phải quen biết bạn, thích và tin tưởng bạn qua những liên hệ thường xuyên, gia tăng giá trị theo thời gian. Hãy nỗ lực và có mục tiêu cụ thể. Điều thứ tư, đập tan mọi rào cản, ngăn cản bạn trở thành một siêu cò. Trong cuốn sách Siêu Cò, tác giả Judy Robinette đã đề cập đến 5 rào cản khiến bạn khó trở thành một người siêu kết nối. Đó là ngại ngùng, không thoải mái, sợ bị từ chối, nhìn nhận tiêu cực về đối phương và đánh giá quá thấp giá trị của bản thân. Hãy hít thở thật sâu, bình tĩnh và thoải mái trong mọi tình huống. Một trong những cách hữu hiệu để tự tin và làm chủ giao tiếp đó chính là không ngừng nâng cao giá trị của bản thân. Hãy rèn luyện để sở hữu phẩm chất tuyệt vời của một siêu cò. Điều số 5. 10 đặc điểm của một siêu cò. Trong cuộc sống hay công việc, chúng ta luôn đặt ra những tiêu chí, phẩm chất của một đối tượng cụ thể.
Chẳng hạn, chúng ta luôn có mẫu hình lý tưởng của đối phương để lựa chọn khi yêu. Kể cả khi đăng tin tuyển dụng, chúng ta cũng có những quy chuẩn yêu cầu cần có ở các ứng cử viên. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi để trở thành một siêu cò, một siêu kết nối, chúng ta cần có những phẩm chất gì chưa? Judy Robinette sẽ cho bạn thấy. Dưới đây là 10 đặc điểm của một siêu cò chân chính. Chân thực, đáng tin, tôn trọng, quan tâm, lắng nghe, cam kết, kiên nhẫn, thông minh, hòa đồng, kết nối. Dù bạn là bất kỳ nam hay nữ, sinh viên hay đã đi làm, kiểu người hướng nội hay hướng ngoại, bạn đều có thể có những phẩm chất này, và bạn cũng có thể tìm thấy ở những người khác những phẩm chất đáng quý đó. Điều thứ 6, tư duy chính hiệu của một siêu cò. Bí quyết của người thành công đơn giản là chọn bạn mà chơi. Họ chọn chơi với những người giỏi hơn, không phải để lợi dụng mà để phát triển và cùng thành công. Nếu không muốn giãn nhãn là một kẻ chỉ biết lợi dụng, hãy kết nối ngay bây giờ. Một mạng lưới quan hệ chất lượng luôn phải có sẵn trước khi chúng ta thực sự cần đến. Nếu không muốn bị chỉ trích là kẻ chỉ biết lợi dụng, đừng đợi đến khi thất nghiệp hay bắt đầu khởi nghiệp mới chịu tìm kiếm những người có giá trị. Mọi kết nối chất lượng đều cần thời gian. Muốn thân thiết với người khác, bạn cần đồng hành cùng họ vượt qua những khó khăn. Muốn kết nối chất lượng, hãy lên kế hoạch và kết nối ngay từ hôm nay. Tạo giá trị, cốt lõi của mọi mối quan hệ. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, muốn gắn kết bền chặt và kết nối lâu dài, đôi bên đều muốn cùng có lợi ích. Vì thế, nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất để trở thành người kết nối quyền năng chính là việc trao đi những giá trị hữu ích ngay từ đầu. Đó có thể là thông tin cần thiết, nguồn vốn quan trọng, kinh nghiệm thực tế, những tri thức bổ ích, các mối quan hệ tích cực hay chỉ đơn thuần là sự tự tin ủng hộ chân chính, giúp đối phương nhanh chóng giải quyết vấn đề của họ. Hãy không ngừng nâng cao giá trị của bản thân và thường xuyên tăng thêm giá trị cho đối phương. Tôn trọng sự khác biệt, chìa khóa của kết nối sâu và rộng. Vì cảm giác an toàn, chúng ta thường có xu hướng chỉ làm quen và duy trì quan hệ với những người giống mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị bỏ lỡ những góc nhìn mới trong công việc hay cuộc sống. Không ai giống ai vì mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, đam mê khác nhau, sở thích khác nhau. Tôn trọng sự khác biệt và luôn giữ tâm thế tích cực với người khác chính là chìa khóa để mở rộng mạng lưới mối quan hệ xã hội. Đó là cách thức kết nối của những siêu cò hàng đầu thế giới. Điều thứ 7, công cụ kết nối quyền năng, vòng tròn kết nối 5-50-100. Tại sao là con số 5-50-100? Năm 1993, nhà nhân chủng học Robin Dunbar đã nghiên cứu và chứng minh rằng 150 đó là số lượng mối quan hệ mà chúng ta có thể theo dõi và kết nối tại một thời điểm bất kỳ. Năm liên hệ hàng đầu là 5 người bạn bạn tin tưởng nhất. Đó là bạn đời, bố mẹ, bạn thân hoặc đối tác kinh doanh, những người đồng cam cộng khổ khi bạn có chuyện xảy ra. Bạn cần kết nối với họ thường xuyên và mỗi ngày. 50 liên hệ thiết yếu là 50 người quan trọng nhất có ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của bạn. Để kết nối với họ, bạn cần chăm chỉ giữ liên lạc và tăng thêm giá trị 2-3 lần một tuần. 100 liên hệ quan trọng là 100 người có ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn của bạn. Bạn cần kết nối với họ ít nhất một lần một tháng. Đây là những người bạn thực sự yêu quý nhưng không cần dành quá nhiều thời gian định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, khi bạn cần sự hỗ trợ, khả năng lớn họ sẽ giúp bạn. 5-50-100 là công cụ thiết yếu của một siêu cò giúp bạn hệ thống hóa các mối quan hệ, xây dựng những kết nối mới để mở rộng mạng lưới xã hội. Điều thứ 8, nghệ thuật kết nối với phụ nữ và cho phụ nữ. Ngày nay, những doanh nhân thành đạt nhất thế giới không chỉ là đàn ông mà còn là phụ nữ. Vấn đề bình đẳng và nữ quyền ngày càng được đề cao. Hơn bao giờ hết, việc kết nối với lãnh đạo nữ ngày càng quan trọng. Bằng chứng trải nghiệm của một nữ doanh nhân, Judy Robinette đã chia sẻ cho bạn cách thức cụ thể để kết nối với phụ nữ trong công việc và cuộc sống. Nó cũng là tấm bản đồ chiến lược để phụ nữ thành công nhờ vào những mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Điều thứ 9, bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân và nghệ thuật kết nối xuyên biên giới. Thương hiệu cá nhân của một người tỷ lệ thuận với số người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ họ khi họ cần. Và bạn chỉ muốn kết nối sâu và rộng với những người có giá trị, thành công trong sự nghiệp, tích cực trong cuộc sống mà họ cảm thấy ngưỡng mộ hoặc hữu ích cho đôi bên. Vì vậy, để trở thành một siêu kết nối, biến quan hệ thành tiền tệ, hãy học cách xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình. Với sự bùng nổ của Internet, ngày nay mạng xã hội đã trở thành một kênh hữu dụng để bạn tiếp cận và mở rộng mạng lưới quan hệ.
Nó cho phép bạn có thể tham gia vào những cộng đồng mà bạn quan tâm, theo dõi những chuyên gia hàng đầu trong ngành hay thậm chí là những nguồn tài nguyên vô giá mà bạn chưa được giới thiệu. Facebook, LinkedIn, email, Twitter, blog là những truyền thông xã hội mà bạn không thể bỏ qua để có thể kết nối nhanh hơn và chính xác hơn. Điều cuối cùng, điều thứ 10, yếu tố wow. Độc giả nói gì về siêu cò? Siêu cò, cách thức biến quan hệ thành tiền tệ, là những tinh hoa được đúc rút và chất lọc sau hơn 30 năm làm ăn kinh doanh và lãnh đạo của Rudy Robinette. Giá trị đắt giá mà cuốn sách này mang lại đã và đang được đánh giá 4,8 trên 5 sao ở Amazon. Tại Việt Nam, mặc dù chỉ mới xuất bản trong vòng 2 tháng, nhưng siêu cò đã đứng top 1 về dòng sách kinh doanh trên Tiki với 4,8 trên 5 sao. Đây cũng là cuốn sách mà nhiều nhà kinh doanh khuyên đọc. Siêu cò là bí quyết vàng để làm ăn kinh doanh. Siêu cò là cuốn sách gối đầu giường không thể thiếu của những doanh nhân thành đạt hay những người khát khao thành công và mong muốn xây dựng mạng lưới quan hệ trên toàn thế giới. Siêu cò, cách thức biến quan hệ thành tiền tệ là hành trang không thể thiếu trên con đường khởi sự, khởi nghiệp, làm giàu từ kinh doanh. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ xem đầu tiên, See First để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.